Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Với một số bạn mà mới chuyển từ Windows 7 lên Windows 10 hoặc là mới tiếp cận với Windows 10 ấy, thì chúng ta sẽ dễ gặp cái tình trạng là không thể tìm thấy màn hình desktop đâu. Và khi chúng ta không thể tìm thấy màn hình desktop ấy, thì gần như các bạn sẽ không thể thao tác được do là đã quen với cái giao diện màn hình desktop cũ trên các cái mẫu như là Windows 7 này, Windows XP chẳng hạn. Vậy thì trong video hôm nay, Học viện IT sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nguyên nhân cũng như là cách để có thể khắc phục được cái lỗi là không thể tìm thấy màn hình desktop này. Đầu tiên về nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng là không thể tìm thấy màn hình desktop này thì các bạn có thể kể đến nguyên nhân đó chính là do chúng ta đang cài ở chế độ là Tablet Mode. Đây thì nó sẽ là một cái tính năng trên Windows 10 chứ không phải là một lỗi, mà đơn giản là chúng ta chưa quen sử dụng cái Windows 10 nên chúng ta chưa thể nào mà chuyển qua lại giữa hai cái chế độ này đơn giản và dễ dàng. Để chuyển từ chế độ Tablet Mode về Windows 10 thường ấy, thì chúng ta có thể thực hiện các cái cách sau đây. Đầu tiên thì các bạn có thể thay đổi qua Windows Setting bằng cách là tìm kiếm vào cái mục góc màn hình cho mình và nhập cho mình là Setting. Bước 2 thì các bạn chọn vào mục là System. Cuối cùng thì các bạn chọn cho mình mục là Tablet Mode và gạt cái nút tròn tại mục Tablet Mode sang phải để kích hoạt. Nếu muốn tắt chế độ Tablet Mode thì các bạn chỉ cần click lại gạt sang trái để tắt cái chế độ Tablet Mode. Vậy là xong. Cách số 2 thì chúng ta sẽ cài trực tiếp cái màn hình desktop lên cái chế độ Tablet Mode này. Để cài nó lên ý, thì chúng ta cần thực hiện những bước sau đây. Đầu tiên thì các bạn hãy nhấp vào biểu tượng là Action Center, hoặc là các bạn nhấn tổ hợp phím là Windows A cho mình và nhấn các chế độ Tablet Mode và tắt nó đi. Ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy màn hình desktop của mình trở lại trạng thái bình thường, đúng tiêu chuẩn của Windows 10 trên máy tính. Và các bạn đừng quên hiển thị các cái icon trên màn hình desktop bằng cách nhấn chuột phải vào màn hình desktop và chọn mục là Person ở thanh dưới cùng. Tiếp đến thì các bạn chọn đến phần là Team này và chọn vào cái mục là Show Desktop Icon cho mình. Sau đó các bạn tích chuột vào các cái mục mà chúng ta cần hiển thị, ví dụ như là Computer, Recycle Bin, Control Pane này, hoặc là Network, và nhấn Apply, chọn OK cho mình thôi. Trên đây là hai cách đơn giản nhất để giúp chúng ta có thể chuyển qua lại giữa các cái chế độ là Tablet Mode và Windows 10 chuẩn bình thường. Hy vọng với hai cách đơn giản này thì nó có thể giúp các bạn có thể thao tác và làm việc nó nhanh gọn hơn. Và các bạn đừng quên để lại cho Học viện IT một like và một subscribe để ủng hộ kênh ra nhiều video hữu ích hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.